Cô xin chào bác, anh em, bạn bè. Và đây quý vị thân mến, và đến giây phút này đây, chiếc xe hoa mang biển số hạnh phúc của cô dâu và quý vị. Với những phái đoàn khác nhau của hai bên gia đình, chúng ta đang được chuẩn bị trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính. Và lúc này chúng tôi sẽ được gửi thay lời cho bác trưởng đoàn gia đình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ được gửi thay bước trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu đi ạ. Đại lễ thành hôn long trọng dành cho cô dâu và chú rể sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay. Có như vậy chúng tôi sẽ được long trọng thông báo và cũng xin mời đến toàn thể quý cô, quý ông, quý bà. Cảm ơn quý chú chị, anh em, bạn bè và con lứa xóm của gia đình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ được chuẩn bị trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu. Cùng đến lời chào cho mình với những chúc mừng lý tưởng nhất và trang trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Để chúng ta sẽ cùng chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc để cùng tác hợp cùng với sự lành của bạn trẻ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời với tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Thank you.
Xin được kính thưa với toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh em bạn bè và quý vị thân mến, và một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho bác trưởng đoàn gia đình và đàn trai chúng tôi xin được thông báo với toàn thể các cụ, các bà, toàn thể quý vị, chúng ta sẽ lưu ý cùng thời gian đó là vào lúc 8:05 thì cô dâu và chú rể sẽ được tiến bước trở về bên phía tòa nhà lớn của gia đình để chúng ta được hoàn tất thủ tục gia tiên. Vào lúc 8 giờ thì sẽ được trân trọng kính mời đến toàn thể hai bên gia đình quý cụ, quý ông, quý bà, cảm ơn bác chú rể và thầy quý vị. Chúng ta sẽ được tiến bước trở về tại trung tâm nhìn cầu sân khấu chính và thời gian chuẩn bị của ban tổ chức cũng như hai bên gia đình ta sẽ còn khoảng 10 phút. Và như vậy chúng tôi sẽ được long trọng thông báo và kính chào mời đến tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ được chuẩn bị trở về với nhìn cầu sân khấu ngày hôm nay thì cũng chung chia vui chúc hạnh phúc để công tác được chuyên lành các bạn trẻ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời với tập thể sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị. Đây là rất là tốt rồi. Đi chuẩn đi thôi. Chuẩn đi thôi. Đi chuẩn đi thôi. Chuẩn bị nha. Đón nha. Chuẩn bị nha. Để nó sắp hương cái bò hoa đây một đứa một que một cam thôi bao một cam rồi bao một cam thôi. Mày mua cái mày mua nó. Mày mua.
ăn trà trượt lũ có phóng người ăn trà phóng này mới trượt mới tụ mới tố chỉ này mới cỏ canh cung vài ngoài cả hai kiểu ăn trên ngoài kiểu gọi dưới thì ngon tăng tình và thái ăn linh tăng tình cả thái ăn chuộng ăn linh mới đào và cũng là ra ăn này ăn chẳng biết thì lá chẳng sao đâu bắn này chẳng khạc ra đúng thì no mong sao đâu đâu thì no chưa đủ chưa thấy chưa phải chưa lo cùng ăn ra tấn mười mà trong lòng đó ông ra tạc luôn là vụ đáy phải đo sân quân sân của sân mộ sân lưu thì ta tu tấn thì là mùi chuông đúng lý nhân loài loài lý nhân chỉ ăn tấn ăn tấn cùng ăn đó ông mình cứ tìm mới nuôi nhà cả đồng nuôi nó cho đồng chùa nhà của ta nhà ông tấn thì cần chủ ăn một cái cái mới chưa ăn nhà Được chưa? Bảo được vừa thấy đó, bảo ơi.